Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay MyBitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án Cash DeFi, nhận token Cash nha các bạn. Thì tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ nhận được là 20 token Cash. Thì con token này cũng là một con token DeFi. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở con bot ra giúp mình nha. Trên bot thì các bạn ấn nút Start để chấp với bot. Tiếp theo đó thì các bạn ấn vào nút captcha này, cái đường link captcha này giúp mình nhé. Chúng ta xác thực captcha. Sau đó các bạn xác thực người máy. Gì đây? Chúng ta xác thực người máy nhé. Sau đó nó yêu cầu chúng ta chọn lại hình ảnh gì thì chúng ta chọn lại hình ảnh đó nhé. Vui lòng nhấp vào hình ảnh có một chiếc tàu. Ok, thì những hình ảnh nào có chiếc tàu thì các bạn cứ nhấn vào nhé. Ok, sau đó các bạn nút kế tiếp. Chúng ta tiếp tục chọn hình ảnh có những nó yêu cầu đưa ra nhé. Ok, sau đó các bạn nút kiểm tra. Ok, sau khi các bạn nút kiểm tra xong thì các bạn nút submit giúp mình nhé. Cái dòng submit này. Sau đó thì sau khi submit xong thì các bạn quay trở lại bot, các bạn nút check. Ok, tiếp theo đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì chúng ta join vào kênh Telegram Channel. Cho nhiệm vụ đầu tiên, các bạn ấn vào Telegram Channel. Chúng ta join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh Telegram Group. Các bạn ấn vào Telegram Group. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter. Chúng ta ấn vào Twitter account. Trên Twitter thì các bạn tiến hành theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Chúng ta like và chia sẻ lại bài viết đã ghim nhé. Thì ở bài viết đã ghim này nè, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ là một cách trực tiếp nhé. Các bạn vào tụt lại. Thì đây là trang chủ của dáng các bạn, cashdefi.org. Ok, thì sau khi các bạn follow và chia sẻ trên Twitter xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo. Request như cái bài đăng này mình vừa đã viết rồi các bạn. Unwrap. Ôi nhầm rồi các bạn. Ok, nhiệm vụ tiếp theo đó là các bạn ấn vào đường link Reddit Now nhé. Reddit Now. Thì ở bài viết này này, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ là một cách trực tiếp nhé. Các bạn vào tự viết lại. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow kênh mạng xã hội Reddit. Thì ở nhiệm vụ mạng xã hội Reddit này, bạn nào muốn làm thì làm, còn bạn nào không muốn làm thì thôi. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ application, có nghĩa là nhiệm vụ tùy chọn, chúng ta muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi nhé. Ok, sau khi tiếp theo đó thì các bạn có nút submit giúp mình. Chúng ta điền lại thông tin như sau, các bạn có được submit nhé. Sau đó thì yêu cầu chúng ta là Twitter, username điền lại username Twitter. Username Twitter thì các bạn quay trở lại Twitter. Các bạn ấn về tường nhà, các bạn chọn avatar. Các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, thì sau khi các bạn gửi tờ username Twitter xong thì các bạn ấn vào nút send giúp mình. Reddit link. Như vậy là cái bài liếc, cái bài viết trên Twitter chúng ta chia sẻ lại bằng bình luận các bạn ạ, để chúng ta lấy đường link Twitter nhé. Thì ở cái đường nó yêu cầu chúng ta điền lại Reddit link này này, thì các bạn quay trở lại với cái nhiệm vụ là Reddit Now này này, các bạn ấn vào cái đường link này lại nhé. Chúng ta quay trở lại với cái bài viết unwrap của dự án. Thì ở cái bài viết hồi nãy mình chia sẻ này, này các bạn tiến hành ấn vào nút chia sẻ, chia sẻ lại bằng bình luận nhé. Các bạn vào trích dẫn Twitter, what Twitter các bạn, Twitter là bằng bình luận ấy. Ok, sau đó thì các bạn thêm cái hashtag trên đây. Các bạn có thể tag bạn bè hoặc là các bạn có thể là copy lại cái username của nó nè, của dự án này. Sau đó các bạn thêm cái hashtag trên đây. Ok, sau đó các bạn vào Twitter chúng ta đăng lại bài viết này. Sau đó thì các bạn quay trở lại tường nhà, các bạn chọn avatar. Các bạn chọn một hồ sơ profile. Các bạn chọn tiếp là các Twitter và đã trả lời, các Twitter và reply các bạn. Sau đó các bạn copy lại cái link bài viết bạn vừa chia sẻ kèm với cái hashtag nhé.
Thì để copy được cái link bài viết bạn vừa chia sẻ thì các bạn chọn dấu mũi tên lên đây nè. Sau đó các bạn chọn sao chép liên kết đến từ Wix. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái đường link bài viết đó vào đây. Và gửi cho bot. Ok. Tiếp theo đó thì các bạn ấn vào nút send. Ok, thì như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ. Thì nhiều bạn có nói là hỏi là sao không thấy điền lại địa chỉ quý. Thì hiện tại thì cái địa chỉ quý thì nó chưa yêu cầu chúng ta là điền. Thì có thể là sau này sau khi nó rút tiền ấy, nó rút token á, nó cho chúng ta rút token á, thì chúng ta có thể là nhập lại cái địa chỉ quý sau nhé các bạn. Ok, thì tiếp theo thì các bạn có thể ấn vào phần balance để check số dư. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được là 30 token cash. Các bạn có thể ấn vào phần status để kiểm tra tất cả các thông tin của các bạn. Và phần referral thì ở phần status này nó cũng có cái link red của các bạn, hoặc là các bạn có thể ấn vào phần referral này thì trong phần referral này nó cũng có link red của các bạn nhé. Còn về phần withdraw thì the token and wrap bounty marketing from the division after một free sale. Như vậy là chương trình bán hàng free sale của nó sau khi kết thúc thì nó sẽ phân phối cho chúng ta, thì nó sẽ phân phối và sau chương trình bán hàng free sale của nó nhé. Còn về địa chỉ quý thì mình sẽ cập nhật sau cho anh em nhé. Hiện tại nó chưa yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ quý nhé. Ok, thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 30 token cash đến từ dự án Cash DeFi đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.